Đúng rồi, những cái đồi tập đoàn TPC là màu tím, đang khai thác những cái đồi mộng mơ và cái thung lũng tình yêu. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao cho cái tập đoàn này họ khai thác. Đây là khu vực hoa, cái khu vực xe hoa nó cũng vừa chờ du khách là xe lửa xe hoa. Đây là khu thung lũng tình yêu đời mộng mơ do tập đoàn TTC hiện nay khai thác. Các bạn có thấy cái màu tím tím không? Đó là logo của tập đoàn TTC, viết tắt là thành công. Tập đoàn này kinh doanh nhiều mặt hàng, nhiều loại mô hình, ví dụ như là du lịch, mà khách sạn, nhà hàng, đặc biệt ngành chủ lực của họ là mía đường ở Tây Ninh và Đức Hòa, Long An. Hồi xưa là họ có kinh doanh cái mảng là ngân hàng, đó là Sacombank. Sau này cái Sacombank được chuyển giao về cho Đại Quang Minh, tức là tập đoàn Him Lam đấy, họ tiếp quản cái Sacombank. Thì hiện nay các bạn đã đến thung lũng tình yêu, đây cái cổng thung lũng tình yêu. Các bạn thấy không, đây là mình sẽ chụp một cái logo, một xíu mình sẽ live stream cho các bạn thấy cái thung lũng tình yêu. Mình xuống hay sao anh? Dạ, mình xuống mua vé đây rồi vô đây. Xuống chào ngoài này. Dạ em ở ngoài đây. Anh chờ chứ hả? Dạ em đi vòng vòng, khi nào chị ra thì gọi.